Chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo trong bộ sưu tập giày cao gót mùa thu. Tiếp trong video này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn những đôi sandal để các bạn có thể thêm lựa chọn cho mùa thu và mùa hè nhé. Như các bạn đang thấy, đôi sandal này thì sẽ được thiết kế giống như một đôi sục đó, nhưng mà sẽ thêm những cái quai ở phía trên thì sẽ tạo điểm nhấn cho đôi chân của mình nhìn sẽ đều đà hơn, nhẹ nhàng hơn. Như đôi sandal này, quai trong, đế cũng sẽ là đế nhọn và trong. Phần chân tiếp xúc với giày thì sẽ được đệm, nó chính là một lớp da lì để tránh giúp cho mình chân bị trơn trượt. Đôi trắng ánh kim này thì các bạn có thể sử dụng là đi buổi đi chơi này, hay là đi mua sắm này. Rồi các bạn có thể kết hợp với chân váy dài hoặc là chân váy maxi. Vì chân mình đi những cái đôi như này thì rất là nổi. Nhất là các bạn đi vào buổi tối khi mà ánh đèn chiếu vào thì nhìn chân mình rất là sáng và thon gọn. Này, quay lại với đôi quai trong. Đôi quai trong này thì phía quai được thiết kế là mica dẻo, sẽ được bo tròn để khi mình hoạt động di chuyển nhiều sẽ không tạo ra những vết hằn đỏ trên chân. Đôi ánh kim. Đôi ánh kim này thì tất cả những từ gót chân xuống mũi chân đều được nâng đỡ lên khoảng 3 phân rồi. Tuy giày khá là cao nhưng mà sẽ được nâng đỡ lên thì sẽ làm cho những đôi chân của mình cái sự áp lực nó sẽ ít hơn. Tuy nhiên những dòng này thì trắng trong này thì mình đều là sử dụng vào dòng nhựa cả hết. Đế trắng trong nhựa trong suốt. Vì nếu như mình không làm đế nhựa trong suốt thì chân đi rất là nặng. Vì vậy sẽ lựa chọn những cái chất liệu nào mà giúp chân giày đi nhẹ để mình có thể mang được những cái đôi giày cao và hỗ trợ đế như thế này. Tiếp theo là đôi xuồng da bò. Đối với những đôi xuồng này thì các bạn nên lựa chọn những cái đôi vừa chân thôi. Bởi vì khi mình đi thì không có cái để quai phía sau gót chân thì mình dễ bị nâng gót. Nâng gót khi di chuyển nhanh. Còn khi mà mình đi bộ, đi dạo bình thường thì cứ không vấn đề gì cả. Đôi trắng trong suốt này. Đôi trắng trong suốt này có khá là nhiều dây quai. Nhiều dây quai như này thì chân mình sẽ được bó sát vào giày, ôm sát giày như vậy thì sẽ không sợ bị bung. Đôi hồng này thiết kế hoa ở dưới gót chân, ở dưới đế chân. Và bên trên thì được thiết kế là những cái vòng ốc biển. Nhìn những đôi giày của mình rất là điệu đà, nữ tính. Những đôi này thì mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng để đi du lịch, đi biển. Đôi xuồng này thì mình có thể là đi hai kiểu, tức là có thể cho gót cho cái dây quai cái lên trước hoặc ra sau. Đôi trắng trong này gót rất là to,
nên các bạn sẽ không sợ bị đi bị đau chân. Hơn nữa được vẫn được hỗ trợ thêm phần mũi chân cao lên 7 phân nữa rồi. Quai trong, nhìn cho quai trong suốt. Đôi này thì chắc là mình kết hợp với váy body dài màu trắng là phù hợp nhất. Để che bớt cái phần phía chân phía dưới đi và tôn dáng mình lên nhiều. Đây này thì được biến tấu ở quai giày và gót giày. Gót giày đỡ thêm, chân mình sẽ không bị hẫng khi sợ bị bung quai thì sẽ không bị hẫng nữa. Khi đi những cái đôi giày cao mà đế nó được hỗ trợ chân như này thì chân có vẻ chân mình có vẻ mũm mĩm hơn rất nhiều. Đôi trắng ánh kim. Phía sau sẽ là kéo khóa kéo, tiện dụng và nhanh chóng. Khi mà mình cần nhanh chóng thì cần khóa kéo thôi. Cái dây quai đôi khi hơi khó và lâu. Cái những cái dòng khóa kéo này chân cũng vẫn rất là chắc. Các bạn xem lại số mẫu từ lúc đầu mình đăng, phần lớn sang đan. Khi các bạn đi sang đan để qua trong như này thì các bạn thường làm móng khá là đẹp thì nổi lên trên đôi sang đan qua trong thì sẽ nổi lên chân của mình. Đôi sang đan hồng này thiết kế ẩn hoa hồng ở trong gót, trong đế rất là đặc biệt. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình video thông tin phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video.